chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Trà Thành Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt tại dòng xoay Phạm Văn Đồng. Mình đi hướng từ Gò Dốc lên Thủ Đức. Thì bây giờ khoảng 8 giờ tối ngày thứ bảy, mình sẽ đi điều về với con đường Phạm Văn Đồng này, cũng như là một cái con đường mà ăn nhậu mới cho anh em tham khảo nhé. Ngày hồi đó là một con đường nhỏ thôi, mà sau này được nhà nước mở rộng ra thành một cái đại lộ rộng lớn như thế này, thì các nhà ở đây cũng dần phát triển theo thành ra một cái khu ăn nhậu mới của Gò Dấp và Bình Thạnh. Thì dọc theo tuyến đường này bây giờ xuất hiện các quán nhậu rất là nhiều. Theo chân mình đi khám phá cái con đường Phạm Văn Đồng này nhé. Các bạn thấy bây giờ có quán nhậu rất đông không? Dần dần thì người dân cũng không còn lo lắng và sợ về con virus corona nữa, nên bắt đầu họ cũng đổ ra đường ăn nhậu bình thường trở lại. Dọc cái con đường Phạm Văn Đồng này thì quán xá rất là đông, ba bên quán ăn nhậu rất là nhiều.
cháu con rất là nặng tay luôn, giữ bằng lái tới 2 năm, phạt từ 8 đến 20 mấy 30 triệu, nên rất là phạt rất là nặng với anh em uống rượu và lái xe. Đó cũng là một điều tốt thôi, đã đi uống rượu bia thì mình ta đi taxi hoặc là đi Grab về nhà, thì có nồng độ cồn thì cái sự của mình không có vững và không có tốt, thì mình còn tỉnh táo sẽ gây ảnh hưởng đến mình cũng như là cho những người cùng tham gia giao thông rất là nguy hiểm. Giải cứu dưa hấu đây, 6.000 một ký dưa hấu đỏ ngọt. Bởi vì dịch corona nên một số nông sản của Việt Nam không xuất được qua bên Trung Quốc, nên sẽ ủng ứ là một số hàng nông sản sẽ bị tụt giá, làm cho bà con mình trồng không có thu nhập, thu lỗ, nên vận động toàn người dân ủng hộ giải cứu nông sản cho các người nông dân. Đó là dưa hấu thanh long được bà con hưởng ứng rất là nhiệt tình, cũng giúp ích cho người nông dân bớt thua lỗ trong những vụ mùa vừa qua. Thì thẳng qua Trung Quốc không phải đi xuống dưới giao lộ này.
trên đường Phạm Văn Đồng này có một cái mall cũng mới thành lập, mới xây dựng đây cũng rất là đẹp. Mình sẽ mời các bạn theo mình khám phá cái mall mới này nha. Nó có tên là Yuga Mall, nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Vừa qua cầu Bình Lợi chút xíu là sẽ tới cái mall này, cũng rất là đẹp đó. Dừng cái video ở đây, mời các bạn xem tiếp video sau để mình review cũng như là khám phá cái Ninja Mall này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nha.